Đây là một cú đóng băng nữa rồi các bạn ơi. Đặt lộn luôn rồi. Con gấu gì đâu vậy? Con gấu nó đi, nó đi kiếm mía. Hả? Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tới cái level 10 rồi. Ok. Mở cái con gì vậy? Hồi nãy bố mới con nói là cái con bạch tuộc đó mà. Cái cây mực. Nó giống như con mực vậy đó. Rồi ok các bạn ơi, ông chú có gầu gà nói chuyện gì chút xíu nhắn mấy phát cũng chạy mất tiêu rồi. Đây, cái con này Phúc mới nói nè, nó mới xuất hiện nè, con này kêu con gì ai biết nó đâu. Con nó là kêu cây gì đó, giống cây ớt quá, nhìn mặt nó hung dữ quá ha. Ừ. Dạ thế ở gì? Đặt ở đây thử coi nó làm gì. Nếu mà để coi công dụng của nó làm sao. Rồi cái con chim, cái con chim cởi ấy nó xuất hiện kìa. Yeah. À, bố mới còn cái con này nó làm gì? Nó cởi con zombie á. À. Đúng rồi. Nó sẽ đẩy con zombie ra xa các bạn ơi. Con này nó cũng khá là hay nha. Con cận nãy ha. À đúng rồi. Nó sẽ đẩy con zombie này ra xa đây mọi người, nhưng mà mình phải chọn một cái vũ khí nào đó để mình chiến đấu. Chứ để mấy con zombie này nó cứ đi ngay cái hàng giữa qua ai mà chịu nổi. Đây là cái con zombie, kêu là zombie đòn bẩy đi. Mình đặt nó là con zombie đòn bẩy nha các bạn. Chỉ cần con zombie đi tới đó là nó sẽ túm lại, nó bung ra một cái là con zombie nó sẽ văng đi xa. Đó là mình sẽ có thể tiêu diệt nó được. Chết rồi, có con zombie. Có cái con zombie zombie đóng băng nó xuất hiện rồi. Ok. Cái súng ba đầu xuất hiện lên các bạn ơi. Đấy, cái con chim mà nó đi tới thì bị cái cây đồng bẩy mình nó bẩy văng ra các bạn. Cho cái mặt trời để giải tỏa cái cục này cơ. Bắn ke tua nó luôn đi, vũ đạn nó đi. Vũ đạn đi con. Yeah. Wow. Mặt trời mini này hiện tại không có tác dụng hai bảy đâu. Câu này nó gọi gì rồi? Đâu? Câu nó bị gãy cái mỏ rồi. Không phải nó bị gãy ở trên đầu nó. Cái này đỡ là cứu. Giống như là nó bắn nãy giờ nhiều quá rồi nó bị gãy cái nhánh này. Nó gãy cái cây gì á? Nó gãy cái nhánh đó rồi. Nó gãy cái mày xăng đi xăng này nè. Nó gãy này nè. Ok, chỉ còn một con nữa là mình sẽ qua mày các bạn ơi. Mới cũng mày. Rất là đơn giản thôi. Thầy chưa gì chơi Phúc lấy ta ra rồi. Bạn ơi, Phúc nó thọt tay vô tình là cái màn hình kéo xuống. Nhưng mà sẵn sau đó là mình đã chiến thắng luôn rồi các bạn ơi. Yeah, được thử cái một bao vàng thật là to luôn đó hử. Đây. Để cho các bạn xem cái video dài thì mình quyết định sẽ tiếp tục cái level kế tiếp. Alo. Ở chung một cái video này luôn nha các bạn. Alo. Alo. Cái gì nữa đây? Alo, nó nói tiếng Anh nè các bạn ơi. Bạn nào biết thì vô đây dịch cho mình luôn nha. Ok. Trời ơi, có hai con zombie đó đang lửa đóng băng kìa. Đúng rồi, nó bị đóng băng thì mình sẽ chọn. Tránh ra cơ cô nương ơi. Chọn gì? Chọn cây ớt nè. Ba chọn gì vậy ba? Ba chọn gì vậy? Mỗi lần mà vô chặn hấp dẫn cái gì nó xuất hiện rồi nó quậy rồi các bạn ơi. Con ba chim chồng... Con chim, chính ra đây, lấy tay ra cho ba coi. Dạ. Buông ra. Rồi, ok. Với cái đội hình này không biết có chiến thắng nữa không đây. Cái này là cái gì đây? Cái level 20, 25, 25 đô hả? Cái này là cái gì? Ủa,
Ôi, chọn không được rồi. Sao sao mình không có chọn được vậy? Được. Này là gì? Đây là cái gì đây? Đây là cái hệ thống đó, đã chọn sẵn cho mình hai cái. Ôi trời ơi. Cái này nó chọn sẵn cho mình các bạn ơi. Nó chọn sẵn. Rồi lấy gấp thôi. Ok. Đó. Không có qua hướng dương là không được, cho nên mình phải mua qua hướng dương. Bao gì? Cái đó là cái nấm á. Để vào đặt thử coi. Nấm. Nấm này nấm gì? Nấm nở bông hay nấm làm gì đây? Nấm. Hay là chỉ là một loại lấm mốc đơn thuần. Trời trời, không có cái súng nào để mà bắn được liền hết trơn như tại. Nếu như mình phải tranh thủ mua qua hướng dương thật là nhiều vô. Ủa? Sau đó mình mới mua cây đậu 300 để bắn được. Trời trời ơi, cá vợi vợi giờ ái này nó hình bự luôn. Đây cái tay cho con. Trời ơi, này nó hình bự luôn nè. Thấy rồi. Trời trời, nó thổi cái đóng băng hết trơn rồi kìa. Đóng băng gì đây? Ừ. Nó thổi cái đóng băng luôn rồi kìa. Cho một cục đá để cầm chân nó lại bớt đi. Qua hướng dương ra nhiều nhưng mà chưa đủ để mình sắm được cái cây. Được rồi các bạn ơi, một cây đậu ba đầu đã xuất hiện. Với 300 mặt trời thì mình sẽ sở hữu một cây đậu ba đầu. Đây. Đâu rồi. Cho một cục đá cản trở lại coi. Uống tay ra. Trời ơi trời ơi trời. Ây da, thì xung nghe em thôi các bạn ơi. Rồi giờ chút xíu nữa là tiêu sinh mạng rồi, hết chưa Phúc. Cho con này nó ăn hột đậu vô coi nó sao. Đu hoài. Nó ăn vô là nó xình bụng nó luôn. Đó, một con rồi chết. Rồi dâu, nó ăn hết rồi. Nó ăn hết rồi. Xong luôn. Nó ăn hết rồi. Ăn cái gì đâu mà hết. Nó ăn cá rồi. Rồi xong luôn. Này. Thổi con zombie này ra coi. Để nó đứng đây ngoài tội nghiệp nó. Dạ. Quá thế rồi các bạn nè. Được. 300 mặt trời mới mua được một cái đậu ba đầu nha. Ôi trời ơi. Thêm một cái đậu ấy vậy rồi. Ừ, chút xíu nữa mình đặt lộ một các bạn ơi. Kìa cái con chim nè, nó cởi zombie nó đi nè, không có hướng nào bảo vệ nữa. Tăng cường tốc độ bắn nó coi. Ôi chỉ một phát đó là con zombie nó chết rồi các bạn ơi. Ủa trời ơi, bốn thật đậu lên đi. Con cận nè. Nó là con gì? Con gì? Trời, nó đóng băng hết trơn của mình rồi kìa. Nó làm đóng băng những mình rồi. Ừ, quá nguy hiểm. Con nào mà xuất hiện có lợi hại vậy? Đó. Mình cũng hết chiếc cá luôn rồi các bạn ơi. Sử dụng mặt trời mini để mình thổi nó ra thôi. Ồ, có rồi. Cho một cây. Ồ, nhưng mà không thấm thoát gì hết trơn các bạn ơi. Ừ. Quá nguy hiểm rồi. Sao nó đi tới đó luôn rồi. Ây da, một con gấu của mình đã hy sinh các bạn ơi. Do mình không thể bắn cây đậu ba đầu gì, tại vì nó bị đóng băng rồi, nên nó đi qua luôn. Xong nó làm cho mình hy sinh hết một cây, hy sinh hết một con gấu. Ôi trời trời, nó đi đâu, quá nguy hiểm rồi. Rồi, đóng băng hết trơn nữa rồi. Đâu. Không, chết rồi. Ừ, sao? Không được rồi. Được rồi. Ba con gấu thì đâu vậy mà? Con gấu nó đi, nó đi bảo vệ căn nhà của mình đó. Rồi tanh luôn, tanh chành luôn. Để đặt lộn hoài. Đặt lộn là cái đậu mà đặt lộn thành cái hộp đậu hoài. Ba con gấu ở đâu rồi? Con gấu nó đi rồi. Hả? Đậu này công dụng gì đây? Ba con gấu này nè. À, cái con gấu nó đi rồi đây. Ba con gấu này nè ba. À,
lại cho lại là một cú đóng băng nữa rồi các bạn ơi. Mặt lộn luôn rồi. Con gấu gì đâu vậy? Con gấu nó đi, nó đi kiếm mía. Hả? Kiếm nhà. Nó đi kiếm nhà đó. Cú hồn các bạn ơi. Nếu mà chậm trễ đó là mình sẽ chết ngay. Một khi chiếc lá xuất hiện rất là kịp thời. Thôi không được đâu, chỉ còn có hai bông mặt trời hà. Rồi xin bị đi ra đầy đầy xăng luôn rồi, quá nguy hiểm á. Bà đạt chào gần xin bị đi ra đầy xăng luôn rồi kìa. Mà trong khi đó mình không còn vũ khí nào để chiến đấu nó. Có một cách thôi, cho xung điện giúp nó đi. À, không giúp nhích rồi các bạn ơi. Đổi chiến thuật cũng không luôn các bạn ơi. Điện giật nó phát nó coi được không, nếu không được thì mình sẽ thua. Ôi giời ơi, lô ba lăng rồi các bạn ơi. Ba đang bay màu đỏ. Ê da, zombie đã chết. Rồi zombie nó ăn mình luôn rồi nè, zombie màu đỏ cái gì với mọi người đó. Ba đang bay gì vậy? Nói chung tốn 1.600 vàng nhưng không thành công các bạn ơi. Zombie bộ tập. Hả? Zombie bộ tập. Rồi chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video ở đây các bạn ơi. Đi lên hai cái level mà thắng được có một à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào mà chưa subscribe kênh thì subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi ok, bye bye, bye, bye.